Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề họ là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn. Tại sao lại có trả bài này? Gần đây trong những trả bài chung, nghĩa là những comment ở dưới trả bài chung ấy và cả những trả bài riêng, các bạn thường có một câu hỏi, đó là cái người đó là ai mà tại sao họ có trở đi trở lại thành một cái vòng lặp ấy mà không thể nào dứt nổi, và bạn muốn làm sao để mà kết thúc bài học, ý là xem là giữa hai người có cái bài học gì, làm thế nào để có thể kết thúc được cái bài học này để mà bước sang một cái hành trình khác ấy. Thì mình thấy đây là một cái chủ đề nó rất là hay và cần cho nhiều người, vì thế mà mình đã làm chủ đề này các bạn nhé. Bây giờ trước mặt các bạn là ba lá bài, một là tụ bài số 1, tụ bài số 2, tụ bài số 3. Các bạn chọn cho mình một lá bài các bạn cảm thấy liên kết, và bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 1. Đây là lá bài 5 kiếm. Ở lá bài 5 kiếm này thì mình thấy hình ảnh của một cái mối quan hệ mà các bạn thường xuyên cãi nhau. Các bạn thường xuyên cãi vã, thường xuyên theo kiểu đấu trí với nhau á. Đấu trí thì gồm có cãi nhau này, lý luận với nhau này, lạnh lùng với nhau này. Và vì thế mà mối quan hệ đã chấm dứt rồi, và cái sự chấm dứt nó dựa trên cái việc là các bạn không thể nào nói chuyện được, không thể nào và có cái việc là có thể ngồi cùng với nhau để mà nói chuyện mà giải quyết được vấn đề ấy. Và khi mà rời đi thì mỗi người đều ôm trong lòng những cái nỗi niềm, thậm chí là những uất hận riêng, những cái ấm ức ấy, nỗi niềm là ấm ức, thậm chí có cả những uất hận riêng nhá. Thì mình thấy đó là cái năng lượng của tụ bài số 1. Vậy thì mình sẽ xem là vậy thì trong cái mối quan hệ này, nếu bạn đang mang cái nguồn năng lượng này thì đây chính là cái mối quan hệ của bạn. Vậy thì mình sẽ xem là chúng ta sẽ xem là vậy thì cái người đó là ai. Đấy, người đó là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn. 7 lá, The Tower, 7 cốc, Ace of Swords, The Lover, Page of Swords, King of Cups và Queen of Wands. Mình thấy với câu hỏi là cái người đó là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn thì mình thấy như thế này. Cái người này mình chưa tìm được cái câu trả lời, có lẽ là phải cần những cái trả bài khác nữa, những câu hỏi khác nữa để tìm ra câu trả lời. Ở đây mình chỉ thấy là khi mà đến với các bạn, các bạn họ cần phải vượt qua một cái giống như là một cái thử thách nào đó ấy, một cái thử thách, một cái vật cản nào đó rất là lớn, và họ băn khoăn xem là họ có nên không, có nghĩa là giống như phải vượt qua này đó, phải vượt qua một cái chướng ngại nào đấy rất là lớn, và họ băn khoăn là có nên vượt qua hay không. Mình có cảm giác như họ đang suy xét xem là tình cảm với bạn có phải là tình yêu không, và cái tình yêu đấy có đủ lớn để họ vượt qua, họ sẵn sàng vì tình yêu mà có thể vượt qua những chướng ngại để đến với bạn hay không. Đó, thì ở đây thì mình vẫn chưa nhìn thấy được là họ là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn nhé. Vậy thì mình sẽ rút thêm bài để mình xem từ thêm những cái đảm bài tiếp theo mình mới có thể khẳng định được, mình có cảm thấy nó giống như là năng lượng thì đúng hơn. Thì mình vẫn đi câu hỏi đó là họ là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn. Queen of Wands, Queen of Cups, Death, 9 kiếm, The Moon, Emperor, 7 gậy, Ace of Wands và Page of Swords. Mình đến đây thì mình đã thấy rõ cái hình ảnh của người này rồi. Cái người này là người trở về từ tiền kiếp các bạn ạ. Trở về từ tiền kiếp, tại sao mình lại nói như thế? Mình thấy ở đây có năng lượng này, một là Death. Đây là năng lượng của giống như là của tiền kiếp ấy. Ở đây lá bài tử thần, nghĩa là nó thuộc về một cái thế giới trước, một cái kiếp trước. Và trong cái kiếp đó lại có cả The Moon. Trong cái kiếp trước đấy các bạn đã tổn thương nhau, năng lượng của chín kiếm. Lý do vì sao tổn thương nhau thì mình không nhìn thấy, bài không biểu hiện cái điều này, và trong trả bài chung cũng khó nhìn thấy. Mình chỉ biết rằng có một người đã ôm cái nỗi niềm của chín kiếm này trong cái tiềm thức của mình, và có lẽ đó là lý do tại sao các bạn gặp nhau ở kiếp sống này. Bởi vì cái sự gặp gỡ xuất hiện của chúng ta đều dựa trên nghiệp lực nhân quả mà có. Và trong kiếp sống này mình nghĩ người này là Emperor. Có hai năng lượng ở đây. Emperor có thể họ là một người đã có gia đình, là chồng, là cha của người khác rồi, hoặc là bản thân họ có cái năng lượng kiểm soát. Năng lượng kiểm soát nghĩa là họ không bao giờ hạ mình, họ không bao giờ, nghĩa là giống như cái năng lượng của Emperor là cái năng lượng mà họ lựa chọn bản thân họ, họ lựa chọn ngai vàng của họ, và khi nào mà họ cảm thấy
ý là nếu mà lựa chọn cái gì thì họ sẽ lựa chọn ngay vàng của họ, và khi nào họ cảm thấy những cái vấn đề nào đấy, những cái xung quanh cái lựa chọn của họ cứ xảy đến với họ mà nó đe dọa cái ngai vàng của họ thì họ sẽ lựa chọn bản thân họ thôi. Cho nên là mặc dù mình thấy họ có cảm xúc với bạn, nhưng mà trong cái cảm xúc đấy họ vẫn không đủ lực để họ vượt qua cái năng lượng của sáu kiếm, họ vượt qua một cái vật cản nào đó, một cái ngược mà họ ngược dòng để mà họ đến với bạn. Mặc dù trong lòng của họ, họ có ở cờ nai với cờ nai of wands và cờ nai of cup cho mình cái năng lượng là họ bị thu hút bởi bạn, họ muốn yêu bạn, họ muốn mang chiếc cốc tình yêu đến với bạn, nhưng mà họ luôn cảm thấy cái con đường để đến với bạn ấy nó quá xa xôi, hoặc nó vì một lý do nào đó không thể đến được. Và năng lượng của Bell sao là vì thế họ cứ thủ thế, họ cứ tìm mọi cách để họ chặn cảm xúc lại thôi. Vậy thì ở đây với cái câu hỏi đó chính là họ là ai trong trong cái hợp đồng linh hồn của bạn, thì mình thấy đây là một người trở về từ tiền kiếp các bạn nhé. Vậy thì mình sẽ đặt câu hỏi xem là vậy thì cái kiếp sống này chúng ta đã nhìn thấy được họ trở về từ tiền kiếp rồi, vậy thì ta sẽ đặt cái câu hỏi là vậy thì kiếp sống này các bạn có cái nhiệm vụ gì với nhau, các bạn có cái sứ mệnh gì với nhau đó. Chúng ta biết là họ trở về từ tiền kiếp rồi, vậy thì họ có nhiệm vụ gì, có sứ mệnh gì, hai người có nhiệm vụ và sứ mệnh gì với nhau. King of Cup 8 cốc. Ở đây mình thấy các bạn diễn lại một cái vở diễn thôi. Nghĩa là các bạn sẽ giống như là các bạn ký một cái hợp đồng là các bạn sẽ học lại cái bài học này, cân bằng lại cái nghiệp quả này, bởi vì dựa trên cái khí nhân quả ấy mà thì tất cả đều phải được công bằng, được cân bằng. Và nếu như ai tổn thương ai đó hoặc là ai chưa hoàn thành bài học đó thì chúng ta lại xuống trái đất để tiếp tục cái hành trình đó thôi. Và trong kiếp sống này các bạn lại học tiếp một cái bài học, đó chính là các bạn sẽ có cái năng lượng của Queen of Cups là có một người cứ chờ một người. Đó có nghĩa là có một người thì cứ chờ một người, còn một người thì cứ ngóng về cái nơi có một người nữ chờ đó. Với tất cả cái giống là Air of Wands thì khiến cho mình một cái nguồn năng lượng là cái người này này, người nam này này, họ mà họ nhung nhớ, họ mong ngóng, họ khao khát được trở về với người nữ thật. Nhưng mà cái năng lượng của 5 cốc và 7 kiếm thì có thể là chủ quan hoặc khách quan, và bài chung thì khó có thể nhìn thấy. Nghĩa là cứ có một cái gì đó rất là khó temperance để đạt được đến cái đích của mình. Có nghĩa là trong lòng của họ muốn A of One, thực sự là họ muốn, nhưng mà 5 cốc và 7 kiếm ấy, 5 kiếm ấy cho mình thấy một cái nguồn năng lượng là cứ có một cái gì đó diễn ra để khiến cho đổ vỡ. Nghĩa là cái điều mà họ mong ước nó đổ vỡ, và cuối cùng nó lặp lại nhiều lần khiến cho họ không còn niềm tin nữa, và cuối cùng họ rời đi. Và cuối cùng họ cứ đứng ở đây, họ nhìn về cái nơi xa, họ cứ tự hỏi xem là mình có nên tiến tới hay không. Và cuối cùng họ cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng nó dừng lại ở 8 kiếm. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Vậy thì ở đây diễn lại cái vai diễn này, có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là ở tiền kiếp ấy, các bạn đau khổ vì các bạn chờ đợi họ, hy vọng ở họ quá nhiều mà họ không trở lại, thì kiếp sống này lại diễn lại cái vai diễn đấy chỉ để bạn nhận ra một cái bài học gì đó. Bài học đó chính là gì đấy? Đó là chúng ta luôn luôn đau khổ khi chúng ta kỳ vọng, chúng ta trông mong, chúng ta chờ đợi một cái gì đó quá nhiều, đúng không? Đấy, vậy thì tất cả cái nỗi khổ nó đến từ cái việc chúng ta kỳ vọng và trông mong mà thôi. Vậy thì bây giờ bạn phải làm gì? Có nghĩa là mình sẽ xin cái thông điệp là vậy thì trong hoàn cảnh này, khi mà vậy thì trong hoàn cảnh này thì bạn phải làm gì? Trong hoàn cảnh này thì bạn phải làm gì? Four of Swords hay là Pentacle, Eight of Swords, One of Fortune, Ten of Wands, The Moon, Two of Wands, Nine of Swords. Ở đây mình nghĩ rằng có một câu hỏi duy nhất thôi, đó là bạn phải nhận ra cái bài học của họ. Bạn phải nhận ra cái bài học của bạn thôi. Nghĩa là bạn nhận ra là cái bài học này nó chả đi đến đâu hết. Bởi vì thực ra các bạn biết rằng là cái mục đích của bài học này chỉ là đến để diễn lại một lần nữa cái bài học. Ví dụ các bạn cứ tưởng tượng nó là một kiểu học lại thôi. Ví dụ bạn học năm 1 này của cái bậc đại học này, bạn học không xong thì bạn phải học lại thôi và diễn lại tất cả những cái gì đấy nó tương tự như thế nó diễn ra để bạn nhận ra bài học của bạn thôi. Năng lượng của 4 kiếm đó là nghĩa là bạn phải giống cái nhận thức được rằng, hiểu được rằng cái con đường để đến với 10 xu này phải trải qua, phải nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng như có một người có một bạn, nghĩa là bản thân bạn là cái người nữ này này luôn nghĩ rằng mình với cái người này là 10 xu và luôn luôn cho rằng đó là định mệnh của mình. Nhưng mà cái người kia thì họ lại
lại, nghĩa là mình có cảm giác như thực ra không phải là họ không muốn, nhưng mà thay là Boan ở đấy cho mình thấy có một cái nguồn năng lượng là họ quá nhiều áp lực, họ quá nhiều nỗi lo, và vì thế họ họ luôn cảm thấy cái con đường đến với bạn nó mông lung, nó ảo mờ, nó mờ mịt, nó khiến cho họ không thể nào, họ họ không họ có không có câu trả lời là họ có đến được hay không. Và cái nào sao là vì thế họ cứ dùng cái năng lượng của lý trí để họ cản nó lại thôi, và họ cứ cứ cân nhắc thôi. Cái năng lượng của con chuột ấy, nó cứ cầm ba cái này xong rồi nó lại thả xuống, nó lại cầm hai cái này, nghĩa là cả đời nó cứ ôm hết cái này lại ôm đến cái kia, nó không không có được câu trả lời. Và cuối cùng tự bạn phải nhận ra bài học đó chính là người đó họ không đến được với bạn đâu. Vậy thì trong cái trường hợp là cái người này họ không thể đến được với bạn thì bạn như thế nào? Cái bài học này không có ai chỉ cho bạn cả, mà tự bạn phải nhận ra thôi, đúng không? Bạn có nên chờ đợi một người mà ở đây mình thấy có cả có những người có gia đình rồi các bạn nhá. Đấy, nghĩa là bạn đang yêu một người có gia đình, hoặc cả bạn cũng có gia đình. Vậy thì cái câu trả lời này do chính bạn tìm ra thôi. Đó là bạn có nên chờ đợi một người mà họ không thể cho bạn một câu trả lời rõ ràng về cái tương lai được hay không? Bạn có nên chờ đợi hay không? Đó, thì câu trả lời là của bạn thôi nhá. Vậy thì ở đây với cái thông tin này, ở với chủ đề đó là họ là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn, thì mình thấy đây là người trở về từ tiền kiếp. Mà cái tiền kiếp ấy nó đến từ cái việc đó chính là trở về từ tiền kiếp. Và tại sao lại có cái sự gặp lại này? Đó chỉ là để giúp bạn, họ giúp bạn hoàn thành cái bài học còn dang dở ở kiếp trước thôi. Và cái mục đích của bài học này đó là bạn phải nhận ra rằng với một cái mối quan hệ với một người mà họ không cho bạn một câu trả lời rõ ràng, vậy thì bạn cần phải làm gì? Đấy, vậy thì cái cần phải làm gì đấy nó phụ thuộc vào trí tuệ của bạn, nó phụ thuộc vào cái tình yêu thương bản thân của bạn. Một người có trí tuệ thì là một người sẽ có câu trả lời ngay, đúng không? Một người đủ yêu thương bản thân thì sẽ không bao giờ cứ chờ một người khác đến yêu thương mình, mà bản thân mình phải yêu thương mình trước. Và khi mình đã đủ yêu thương mình trước rồi thì sao? Thì mình sẽ có câu trả lời sáng suốt thôi. Nên câu trả lời nó phụ thuộc vào bạn nhá. Thì tụi bài số 1 có thể dừng lại ở đây rồi. Cảm ơn các bạn, và các bạn nhớ rằng đây là trả bài chung nên chúng ta không gán ghép khiên cỡ vào câu chuyện của riêng mình. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì thông tin mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ và phát triển kênh giúp mình. Nếu như bạn chưa đăng ký kênh thì bạn đăng ký kênh giúp mình phát triển kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Ở tụ bài số 2 mình thấy có một người có năng lượng của ba gậy. Mình có cảm giác như thế này, tự nhiên không phải có cảm giác là câu nói cửa miệng, nghĩa là mình cảm nhận đấy, cảm nhận được ở đây có một người mà giống như là họ có hứa với bạn rằng giữa chúng ta là một khoảng cách rất là xa, cho nên là hãy đợi họ thu xếp được á. Thì cuối cùng ví dụ như là bạn cứ tưởng tượng như là hai người yêu nhau mà cách xa, hoặc là một cái khó khăn nào đó mà chưa đến được với nhau, thì họ nói với bạn là giống như là họ hứa hẹn với bạn là hãy cho họ thời gian để họ thu xếp. Nhưng mà bạn thấy rằng cứ mỗi ngày họ lại cách xa bạn, và ba gậy ở đây giống như họ quay lưng lại với bạn, hầu như họ quên cái lời hứa đó rồi, hoặc là họ nói như thế nào đó để tất cả cái lời mà họ hứa với bạn, họ nói với bạn ấy, giống như là họ dùng cái từ phản bội lời hứa ấy thì nó hơi quá, nhưng mà giống như họ quay lưng lại với cái lời hứa đó rồi. Vậy thì chúng ta sẽ xem với cái năng lượng này, thì chúng ta sẽ xem là họ là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn nhé. Dầu ơ, bảy xu, The Sun, Ace of Cup. Mình thấy cái người này họ rất là yêu bạn, chứ không phải là không yêu. Trong mắt của họ bạn là The World. Bạn rất là hoàn hảo, bạn cực kỳ xinh đẹp, bạn cực kỳ đáng yêu. Ở bạn có một cái gì đó mà giống như khi họ gặp bạn ấy thì họ đã cảm thấy bạn chính là định mệnh của họ rồi. Là giống như là đôi khi mình nghĩ là giống như họ, người này mình không biết là còn trẻ hay là không còn trẻ, nhưng mà dù họ yêu bao nhiêu người thì khi họ gặp bạn thì bạn chính là cái người mà họ cho rằng là người họ cần, là người họ muốn, là người mà họ cần phải gặp ở kiếp sống này. The World cho mình một cái nguồn năng lượng là bạn là một người rất là hoàn hảo, có một cái vẻ đẹp cả về tâm hồn lẫn body, lẫn thể chất, và cái tính cách ấy, nghĩa là cái gì ở bạn cũng đẹp cả. Thậm chí là họ còn có cái sự thu hút rất là mạnh mẽ về mặt giới tính với các bạn, về mặt body với các bạn. Nhưng họ yêu là một chuyện, họ thích là một chuyện, họ muốn là một chuyện, nhưng mà để đến với bạn thì họ suy nghĩ khá là nhiều. Năng lượng của bảy xu họ suy nghĩ. Giờ San thì ở đây cho mình thấy một cái nguồn năng lượng là
Một là có phải là bạn còn trẻ con không? Tuy là bạn xinh đẹp thật đấy nhưng mà bạn còn trẻ con chẳng hạn, hoặc là bạn có con, hoặc là bạn có cái năng lượng nào đó liên quan đến việc con cái nói chung ấy, khiến cho họ suy xét rất là nhiều. Người này họ yêu bạn, năng lượng của em hấp, nhưng mà họ giống như là họ họ không để cho cảm xúc phát triển, họ để cho nó nằm ở năng lượng em hấp thôi. Bởi vì trong cái lúc họ đang còn phải băn khoăn lựa chọn xem là có nên chọn bạn hay không thì họ luôn kiểm soát cảm xúc của mình, họ luôn nghĩ ngợi xem là phải 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 xét xem là bạn có khả năng năng lượng của Air Shot đấy. Là ở đây Air Shot là năng lượng của việc là họ phân tích này, họ suy xét này, thì Strength ở đây có thể là ý là bạn có khả năng bạn vượt qua được được cái hoàn cảnh khó khăn nào đó hay không, hay là ví dụ như là bạn có con đấy, vậy thì bạn có khả năng nuôi con bạn được hay không, hoặc là nếu như mà giống như họ mong có con thì bạn có khả năng có con được hay không, hoặc là họ ở đây còn có một cái nguồn năng lượng là họ xem là cuối cùng thì những cái vướng mắc của hai người có khả năng vượt qua được hay không, và nếu như mà vượt qua được thì họ mới tiến tới xây dựng với các bạn nhé. Đấy, và trong cái khoảng thời gian họ suy nghĩ như thế thì họ quay lưng lại với bạn, họ không nói gì nhá. Thì mình thấy đó là cái nguồn năng lượng. Bây giờ mình sẽ vào câu hỏi chính, đó là vậy thì cái người này họ là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn? Họ là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn? King of Wands, 8 gậy, 6 cốc, Strength, Temperance. Đây, mình bị ngược. King of Cups, 8 cốc, 3 xu Empress. Mình thấy đây là một cái người mà bạn có một cái bài học với họ. Năng lượng của bốn gậy thì mình, bốn gậy ở đây thì chỉ cho mình một cái nguồn năng lượng là giống như là bạn chọn, bạn và họ cùng chọn một cái bài học tình yêu để mà phát triển bản thân, nghĩa vượt qua một cái giới hạn nào đấy, nghĩa là giữa hai người họ chọn tình yêu, họ chọn cái bài học trong tình yêu để họ vượt qua cái giới hạn của bản thân. Đây là một kết nối bài học chứ không phải là một kết nối nghiệp giống như là của cái tụ bài số 1, mà đây là một kết nối bài học. Người này thì mình cảm thấy bản thân của họ, khi mà họ gặp bạn, họ có rất nhiều cái tình yêu đối với bạn. Tình yêu khi hôm qua là một ông vua, mà khi họ thường thường đi với năng lượng của sáu cốc ấy, giống như là họ rất muốn ôm bạn vào lòng. Nghĩa là mình có cảm giác như là năng lượng của Bạch Dương ấy, Bạch Dương thường giống như là một cái người hùng mà muốn ôm công chúa của mình vào lòng ấy. Có nghĩa là bản thân họ khi mà họ gặp bạn, họ rất muốn cả đời này họ sẽ chăm sóc bạn, họ sẽ yêu thương bạn, bạn sẽ được giống là họ tình nguyện để mà họ dùng cái sức mạnh của họ để họ chở che bạn, họ yêu thương bạn ấy. Nhưng mà trước khi họ làm cái điều đó thì người này là người rất là cẩn trọng. Các bạn nhìn thấy cái ông vua gậy này này, họ làm việc gì họ suy xét, họ tính toán rất là kỹ. Vậy thì khi mà họ để làm được cái điều là họ chăm sóc bạn, yêu thương bạn, thì họ phải xem họ có vượt qua được một cái khoảng cách nào không đã. Thì tám gậy ở đây có thể là khoảng cách về mặt địa lý hoặc là bất kỳ một cái khoảng cách nào đó. Vậy thì cái khoảng cách này không đơn giản. Rồi Tower, các bạn cứ tưởng tượng như một cái hố lửa ấy, họ phải vượt qua và họ nghĩ rằng họ cần phải có sức mạnh, giống như họ phải đủ cái nội lực, và khi nào mà họ cảm thấy họ làm được cơ thì họ mới mang cái cốc tình yêu này đến với bạn. Còn nếu như mà họ cảm thấy họ không làm được thì họ cứ kệ cho họ bỏ đi. Giống như cái người này này, cái tính cách của họ, họ không nói. Ví dụ như người ta thì họ nói thẳng luôn đi làm anh cảm thấy rất là khó khăn thì chúng ta dừng lại, nhưng họ không nói. Bạn biết vì sao không? Họ nói thì họ sợ mất bạn, mà họ hứa hẹn thì họ sợ họ không làm được, nên là họ cứ để như thế, họ cứ im lặng như thế, và mặc kệ bạn muốn làm sao thì bạn làm. Và nếu như mà bạn còn chờ đợi được họ thì sau khi họ thành công, họ thành danh thì họ sẽ quay trở lại đấy, và họ vẫn hy vọng là bạn cứ ở đó. Đúng cái làm anh cái gì nhỉ em đừng yêu người khác nhé, em chờ anh được không, theo cái kiểu như thế. Bạn đã biết lý do vì sao chưa? Có nghĩa là cái mục đích của họ là họ để xem những cái khó khăn giữa hai người ấy thì có thể vượt qua được hay không. Nếu vượt qua được thì họ mới mang cái cốc tình yêu này đến bên cạnh bạn, còn không thì họ sẽ bỏ đó, họ đi luôn, thậm chí là họ tìm một mối quan hệ khác. Bạn hiểu vấn đề không? Và cái lý do họ không nói là bởi vì họ sợ nói ra thì mất bạn, mà không nói mà nói thì họ sợ họ thất hứa, cho nên là họ cứ lửng lơ như thế. Các bạn hiểu vấn đề không? Và thực ra ở đây người ta vẫn mong rằng là nếu có một cái, nếu mà hai công việc, nếu mà mọi thứ có thể thuận lợi thì họ vẫn có thể, họ sẽ quay trở lại. Bởi vì trong lòng họ, bạn là Empress, bạn là bốn gậy, bạn là cái gì đó rất là bình yên, là cái trọn vẹn cuối cùng của họ. Bạn hiểu vấn đề không? Đấy, vậy thì bây giờ họ có như thế đấy. Vậy thì cái bài học dành cho bạn ở đây là gì? Họ có như thế đấy, vậy thì cái bài học dành cho bạn ở đây là gì? 10 gậy,
vua gậy, rang, vua xu, bảy cốc, the giant, chairman, hai gậy, king of cups, năm gậy, the hand politic, hai kiếm, hai xu, the sun. Với họ có như thế đấy thì cái bài học của bạn ở đây là gì? Mình nghĩ là mình sẽ phân tích bài, còn các bạn lựa chọn như thế nào là tùy các bạn. Người này là cái người mà mình nghĩ là họ đang ngồi họ tính toán, họ suy nghĩ về cái chặng đường sắp tới. Nếu mà đến với bạn ấy thì họ sẽ phải vượt qua cái chặng đường của 10 gậy. Và họ biết là nó rất khó khăn, cho nên họ cứ ngồi để họ quan sát, họ chờ đã. Năng lượng của Strength và King of Pentacles, mình nghĩ có thể là có người phải chăm sóc con cái ở đây. Có thể bạn đang là một gánh nặng nào đấy, bố mẹ, con cái hoặc bất kỳ một ai đó bạn cần phải chăm sóc, bạn cần phải dành nhiều, rất nhiều thời gian. Mà cái người này họ cảm thấy rằng là tại cái thời điểm này này nó chưa phù hợp. King of Pentacles nghĩa là một cái ông vua rất là thực tế, ông ấy coi trọng những cái gì. Bạn cứ tưởng tượng ông vua xu là ông vua lựa chọn bản thân mình, những cái gì mà nó có lợi cho ông ấy thì ông sẽ lựa chọn. Và ông cảm thấy trong cái thời gian này nếu mà đến với bạn thì bạn sẽ không dành thời gian để chăm sóc cho ông ấy được. Bạn hiểu vấn đề không? Có nghĩa là bạn thời điểm này là thời điểm mà chưa thích hợp, cho nên chưa thích hợp thì ông ấy không nói. Ông nghĩ là thôi, bạn cũng đang mắc vấn đề của bạn, ông ấy cũng đang mắc cái vấn đề của ông ấy. Và bảy cốc có nghĩa là có cái năng lượng là thôi kệ thôi. Và đầu chariot nghĩa là không, nếu mà không lựa chọn được thì thôi cứ ai đi đường đấy, mỗi người lái một chuyến xe của mình tiến về phía trước. Và khi nào chết mần đây, mình có cảm giác thời thế thay đổi, có nghĩa là đến một lúc nào đấy mà giống như là cái sự việc nó thuận lợi á, đấy thì lúc đấy sẽ tính sau. Mình cũng giống như cái trả bài lúc nãy, nghĩa là ông ấy vẫn cứ có một cái nguồn năng lượng là khi nào mà ông ấy làm được, khi nào mà sự việc giải quyết được thì ông ấy mang cho cốc tình yêu đến, còn nếu không thì kệ thôi, ông cứ mập mờ thôi. Vậy thì đến đây là nếu như bạn cứ chờ thì cái kết của bạn sẽ là ba kiếm, bởi vì ông ấy như thế. Bạn hiểu vấn đề không? Với một cái ông này, ông rất là khôn ở chỗ là ông ấy không nói ra, bởi vì ông ấy nói ra thì ông ấy sợ, ông hứa thì ông sợ thất hứa, mà ông ấy nói ra thì ông sợ bạn đi mất, cho nên là ông cứ kệ, ông cứ để đó. Và người này có một cái đặc điểm có lẽ là bạn luôn luôn chờ đợi cái người này vô điều kiện, hầu như dù thế nào bạn vẫn chờ. Mình không hiểu là trong lúc mà bạn thể hiện tình yêu thì bạn thể hiện như thế nào, mà người này họ luôn cho rằng là dù họ có đi bao xa, có đi bao lâu thì bạn vẫn ở đó thôi. Cho nên là họ cứ mặc sức, họ tự do, họ làm những cái việc mà họ muốn, và họ cho rằng bất kể khi nào trở về thì cũng có bạn ở đó để chờ đợi họ. Cho nên là họ nghĩ như thế và họ cứ tập trung vào cuộc sống của họ thôi, họ mặc kệ bạn. Nên là họ không để ý đến cảm xúc của bạn, là khi mà bạn chờ đợi họ như thế thì bạn có đau khổ không, bạn có mệt mỏi không, bạn có buồn không, họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến vấn đề của họ thôi. Vậy thì như thế thì bạn sẽ như thế nào? Nếu bạn tiếp tục tồn tại trong cái mối quan hệ này thì bạn sẽ chỉ rơi vào năng lượng của ba kiếm thôi. Bạn sẽ rơi vào mối quan hệ vào năng lượng của ba kiếm. Ở đây mình còn cảm thấy ngoài cái việc là cái vấn đề khó khăn gì đó thì mình thấy có năng lượng của The Sun, có thể năng lượng của con cái rất là nhiều. Có nghĩa là họ nhìn thấy khi đến với bạn, họ yêu bạn thì họ yêu đấy, nhưng mà họ cảm thấy đến với bạn đầy những khó khăn. Và cái khó khăn đấy đôi khi họ cảm thấy nó rất là khó để hình dung được cái mối quan hệ này nó sẽ như thế nào. Có nghĩa là đôi khi họ nhìn về tương lai, khi mà họ thấy hoàn cảnh của bạn nó quá nhiều vấn đề như thế, họ nhìn về tương lai họ chỉ thấy những cái bất chắc thôi, những cái khó nhọc, những cái vất vả thôi, họ không nhìn thấy hạnh phúc. Và họ nghĩ rằng là bây giờ họ yêu bạn thật đấy, nhưng mà khi hoàn cảnh của bạn như thế thì chắc gì đã có hạnh phúc, mà không có hạnh phúc thì làm sao mà sống yên ổn được. Cho nên là mình thấy đa phần là họ chẳng qua bây giờ họ chưa quên được bạn ấy thì họ thế thôi. Chứ còn nếu như họ gặp một cái đối tượng khác mà họ cảm thấy phù hợp thì có thể họ sẽ tiến tới cái mối quan hệ đấy. Vậy thì bạn đã nhận ra được bài học của bạn chưa? Đó, cái bài học của bạn đó chính là hãy quay về yêu thương bản thân mình thôi, đừng hy vọng và chờ đợi vào người này, bởi vì thực sự họ cũng chỉ lựa chọn bạn thôi nhá. Đó thì đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 2. Các bạn nhớ đây là trả bài chung, cho nên là chúng ta không gán ghép khiên cưỡng vào câu chuyện của riêng mình. Nếu như bạn có nhu cầu trả bài riêng để tìm rõ được câu chuyện của mình thì bạn trả bài riêng nhé. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn theo dõi, ủng hộ và đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài số 3. Xin chào các bạn chọn tụ bài số 3. Ở tụ bài số 3 thì các bạn sẽ thấy là có một mối quan hệ, có một lá bài, quên đã bài vẽ hình một người đang nằm, đang cầu nguyện, có nghĩa là sự dừng lại, nghỉ ngơi thì đúng hơn. Nhưng mà mình cảm nhận được cái năng lượng mặc kệ ở đây. Đó có nghĩa là mình có cảm giác thế này này, có một người mà
Không hiểu sao mình thấy một cái câu chuyện là có một người nói nhưng một người cứ im không nói một câu nào, và coi cái sự im lặng là khôn ngoan của mình, kệ đến đâu thì đến. Mình thấy có cái nguồn năng lượng đó, thì cái sự lý do vì sao lại có một người nói, mình cảm giác có người nói giống như là tự nhiên mình nhìn thấy ở đây nó giống như có một cái người mà luôn nói bên tai hoặc nhắn tin hoặc gọi điện gì đó, nhưng người này họ cứ im lặng, họ không nói gì cả. Thì mình sẽ xem xem là cái năng lượng của mối quan hệ này là như thế nào nhé. Vậy vậy The World, Gentleman, Bốn Cốc, Knave, Wands, King of Cups, Page of Swords. Cái tụ bài này hơi na ná, cái tụ bài số 2. Có nghĩa là có cùng một cái câu chuyện đó, là có một người khi họ gặp một người, à không phải không cùng một câu chuyện đâu, mà ở tụ bài số 2 là có một người khi gặp một người thì cảm thấy người đó chính là ước mơ của mình, là cái gì đó trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Thì người này có xu hướng là sau khi mối quan hệ tạm dừng rồi, bởi vì bốn kiếm ấy nó là cái năng lượng là mối quan hệ tạm dừng, thì mình thấy rằng có một người luôn nhớ về một người, có nghĩa là tạm dừng rồi ấy, và cái tạm dừng là sự chủ động tạm dừng, nhớ về một người theo kiểu trong lòng ấy, đôi khi có một cái ước mơ, một cái khao khát là mình có nên làm lại hay không, sống lại cái mối quan hệ này hay không, kết nối lại không đó. Nhưng trong lòng thì cứ mỗi lần nghĩ đến đó thì lại kiểm soát cảm xúc của mình, có cái năng lượng là cố gắng để kiểm soát, buộc chặt cái tình cảm này của mình lại. Mỗi khi mà tha thiết nhớ ấy, muốn mang cái cốc tình yêu đến, thì lý trí lại nói rằng thôi hãy nén xuống đi, và thậm chí lại còn nghĩ rằng là thôi mình tìm một cái người khác. Queen of Pentacles là một cái đối tượng khác mà phù hợp hơn, bởi vì Queen of Pentacles thường đại diện cho một cái năng lượng của cái người mà phù hợp để làm vợ của mình ấy, còn cái người này thì không. Ở đây mình thậm chí mình còn thấy có nhiều lời ra tiếng vào, nhiều cái gọi là cái nhận xét ấy, cái lời ra tiếng vào, rồi nhiều cái theo kiểu giống như là góp ý trong cái mối quan hệ này, và cho rằng là cái cô gái này tuy là đẹp thật đấy, The World đẹp hoàn hảo thật đấy, nhưng mà có rất nhiều vấn đề. Vậy thì chọn cái người nào mà phù hợp thôi, năng lượng của Queen of Pentacles nhá. Thì đó, vậy thì mình sẽ thấy là ở đây nó chỉ là năng lượng thôi. Bây giờ mình đến tụ bài để mình xem là vậy thì họ là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn. Họ là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn? Họ là ai trong hợp đồng linh hồn của bạn? Tám Cốc, King of Cups, Emperor, The Moon, Tám Kiếm, Knave of Swords, Sáu Xu, Bảy Cốc, Bốn Cốc, Bảy Kiếm. Mình thấy đây là một kết nối từ tiền kiếp, một kết nối từ tiềm thức các bạn ạ. Các bạn có biết vì sao là một kết nối từ tiềm thức không? Mình có cảm giác như ở kiếp trước, không phải cảm giác mà cảm nhận nhá. Mình hay nói quen miệng hay câu cửa miệng ấy. Mình thấy ở trong một cái kiếp sống nào đó ấy, các bạn đã từng yêu nhau. Ở cái người đàn ông này, King of Cups và Emperor, có thể ông có gia đình, hoặc ông ấy là sếp, hoặc là ông ấy già rồi, lớn tuổi rồi mà ông ấy yêu bạn. Nhưng mà bây giờ khi mà ông ấy đến với bạn thì ông phải bỏ lại tất cả 8 chiếc cốc này và chỉ có tình yêu đến với bạn thôi. Và như thế thì ông ấy cảm thấy, nghĩa là giống như là ông ấy cảm giác là như thế thì thiệt thòi quá ấy. Giờ muốn nghĩa là ông không tìm ra được, ông cảm giác nó mông lung, nó băn khoăn, nó hoang mang ấy. Và vì thế nó làm năng lượng của tám kiếm là ông không tìm ra được câu trả lời. Trong lúc đấy thì mình nghĩ là Knave of Swords, sáu xu và bảy cốc ở đây có nhiều cái tác động ở bên ngoài, ví dụ lời nói này, rồi mọi người góp ý này, nó khiến cho ông ấy suy nghĩ khá nhiều, và sau đó thì ông quyết tâm là ông ấy rời đi, đi như một cuộc chạy trốn ấy. Nhưng mà sau khi mà chạy trốn xong rồi, đi rồi thì Knave of Pentacles, ông ấy luôn luôn quay lại nhìn trộm bạn từ phía sau, Page of Cups, để ngắm nhìn bạn. Mình thấy trong mắt cái người này, cái người nam này này, thì cái người nữ này là một cô gái rất là xinh đẹp và đáng yêu. Nhưng mà anh ta cũng chỉ đứng từ xa để nhìn bạn mà thôi. Anh ta biết là bạn đáng yêu thật, nhưng mà giống như là anh không thể làm gì được. Đó, mình thấy là ở đây có cả những người mà, một là các bạn, cái người nam này họ có gia đình rồi, hoặc là giữa bạn và họ có một khoảng cách rất là xa. Trong đây có cả khoảng cách có thể là họ là sếp, và đôi khi họ nghĩ là khi mà đến với bạn, ví dụ như họ là một sếp lớn, với bạn thì còn trẻ con ấy. Rồi hoặc là họ giống như là họ là người có gia đình, có chồng, có cha, hoặc là bản thân họ là người có một vị trí ổn định rồi, mọi thứ tốt đẹp cả. Còn bạn thì chỉ mới là một cô bé thôi, bạn còn quá nhiều thứ mà giống như không tương xứng với họ. Và
trong cái kiếp sống đấy họ không đến với bạn được, và kiếp sống này lại lặp lại cái điều đó thôi, để mình lên bài để mình xem là vậy từ cái năng lượng kiếp sống đấy, vậy thì cái kiếp sống này các bạn gặp nhau để làm gì nhá. Bởi vì lúc nãy mình nhìn thấy cái năng lượng của kiếp sống cũ đấy, vậy thì kiếp sống này các bạn gặp nhau để làm gì? Hai cốc Queen of Wands, Queen of Pentacles. Kiếp sống này các bạn lại lặp lại cái bài học đó thôi. Các bạn cứ tưởng tượng như là mỗi một kiếp sống chúng ta là một ngày đến trường, trái đất là trường học lớn của vũ trụ mà. Đấy, vậy thì kiếp sống không hoàn thành xong bài học thì kiếp này sẽ học tiếp, và cái đội ngũ tâm linh thiết kế cho các bạn một cái vở kịch để các bạn học bài. Đấy, cũng lặp lại cái cảnh đấy thôi, và xem là các bạn xử lý cái vấn đề đó như thế nào, các bạn có tốt nghiệp được hay không. Mình thấy kiếp này hai người gặp nhau với phương tiện là hai cốc, nghĩa là tình yêu chính là phương tiện để cho hai người gặp nhau. Cái người này họ có rất nhiều đam mê với bạn, họ có rất nhiều thu hút từ phía bạn. Đối với họ và bạn ấy có một cái sự hòa hợp vô cùng tuyệt vời cả về tinh thần lẫn thể xác. Năng lượng Queen of Pentacles, thậm chí trong mắt của họ ấy, bạn còn là một cái người vợ rất là tuyệt vời. Queen of Pentacles thường đại diện cho một cái người vợ mà có khả năng tạo ra tiền của này, gắn vén này, lo toan này, một hình mẫu của một người vợ tuyệt vời, một hậu phương vững chắc cho họ ấy. Nhưng mà giữa hai người lại có tám gậy, nên họ cảm thấy con đường để đến với hai người rất là xa. Và khi mà con đường đến xa mà nó cách trở như vậy thì cách tốt nhất là im lặng thôi. Nên muốn kiếm là cứ im lặng thôi, và cứ để cho khó khăn qua đi, xem là bản thân khó khăn có qua đi được hay không. Và khó khăn qua đi được thì cũng phải xem thế nào, xem có nên phát triển tình yêu này hay không. Đấy có nghĩa là họ đang đặt cái mối quan hệ của các bạn vào cái trạng thái của sự xem xét. Vậy thì trong cái hoàn cảnh đó, trong cái hoàn cảnh này thì bạn cần phải làm gì? Có nghĩa là trong cái hoàn cảnh này, bạn biết là như thế đấy, vậy thì trong hoàn cảnh này thì bạn phải làm gì? Queen of Pentacles, Queen of Wands, Queen of Pentacles, 8 cốc, Queen of Cups, Page of Cups, The Tower, 9 cốc, 10 xu, 10 cốc, 2 kiếm, 6 kiếm, 5 cốc, Page of Pentacles, The Sun. Mình thấy với câu hỏi là trong hoàn cảnh này thì bạn cần phải làm gì á, mình thấy hình ảnh này, Queen of Pentacles, Queen of Wands, mình cảm thấy ở đây người nữ này có một cái năng lượng này. Bạn là một nữ hậu ấy, bạn là một người phụ nữ tuyệt vời trong mắt đàn ông. Bạn vừa có khả năng của Queen of Pentacles, một cái người con gái mà trở thành cái hậu phương vững chắc cho bất kỳ người đàn ông nào mình vừa mới phân tích ấy. Khi nào qua bạn cũng vừa rất là xinh đẹp, bạn tỏa sáng, bạn tự tin, bạn rất khéo, bạn biết mình ở đâu. Và bạn ở đây khi nào qua còn có một cái nguồn năng lượng là bạn có thể bạn làm sếp, hoặc bạn có một cái vị trí nào đó mà khiến cho nhiều người phải ngước nhìn. Cái người này họ ở phía xa, họ nhìn bạn, họ biết cái điều đấy. Thậm chí họ ngưỡng mộ bạn, họ nhớ nhung bạn. Thậm chí ở đây mình còn cảm giác là có một cái gì đó rất là ngậm ngùi, theo kiểu giống như là mình đi tìm bao nhiêu lâu ấy để gặp được một người như thế. Nhưng mà khi gặp được rồi thì lại có những cái điều mà không thể đến được với nhau ấy. Thậm chí người này họ biết là tình cảm của họ, của bạn dành cho họ, Queen of Cups, họ biết, nhưng mà người này họ hạn chế cảm xúc. Nếu như bạn dành tình cảm cho họ là Queen thì họ chỉ dành tình cảm cho bạn là Page thôi. Và lý do là The Tower, họ nghĩ rằng là phải đến lúc nào đó, cái khó khăn nào đấy họ phải vượt qua được, và họ phải trở thành 9 cốc. Có nghĩa là họ phải giàu có như thế này này thì họ mới có thể offer cái 10 ly này được. Và khi nào mà họ chưa làm được cái điều đấy thì họ cứ cân nhắc thôi. Con đường mà chưa đến đích ấy thì họ cái người này họ luôn có cái nỗi lo là lỡ mai bây giờ mà hứa hẹn với bạn rồi, về sau này cái con đường đấy không đến đích thì sao, giữa chừng bỏ cuộc thì sao. Thì lúc đấy nghĩa là giống như họ cho rằng là họ không hoàn thành lời hứa thì cũng chả giải quyết được cái gì cả, cho nên là thôi cứ từ từ đã. Nghĩa là họ cứ để, họ cứ im lặng, họ chờ. Và khi nào mà họ nghĩ rằng là khi nào mà nghĩa là cái ước mơ trở thành sự thực ấy, cái Air Pentacle có nghĩa là giống như là có cái sự khởi đầu, mà có giờ săn nghĩa là sự khởi đầu tốt đẹp thì mới có 10 xu. Còn chừng nào mà mình chưa nhìn thấy cái điều đó thì cứ im lặng thôi. Vậy thì mình sẽ xem một cái đảm bài cuối cùng, đó chính là thông điệp dành cho bạn nhé. Nghĩa là bạn có nên chờ cái người này không? Bạn có nên chờ cái người này không? Nghĩa là bạn nên làm như nào trong cái hoàn cảnh này? Hạ bãi học sót, bãi học khắp 5 xu.
Ở đây mình thấy các đội ngũ tâm linh của các bạn ấy đang hướng tới các bạn, đó là các bạn hãy sử dụng, hãy suy nghĩ năng lượng của A of Swords và A of Cups, nghĩa là hãy cân bằng giữa lý trí và cảm xúc. Nếu mà là lý trí thì hãy nhìn rằng mối quan hệ này có 5 xu, nghĩa là có cái khoảng cách rất là xa, thậm chí có nhiều khó khăn mà người này họ cân nhắc rất là kỹ. Còn nếu dùng bằng cảm xúc thì đây là một cặp đôi mà mình nghĩ là các bạn có cái sự tương hợp với nhau. Ở chỗ là nữ thì rất là khuyên là Pentacle thì thường thường là người nữ có một cái nguồn năng lượng của một người vợ tuyệt vời ấy. Còn người đàn ông này thì họ là người đàn ông theo kiểu là họ tài năng này, họ có một cái vị trí cao này, họ có nhiều đóng góp cho xã hội này. Thì các bạn là một cặp đôi mà hoàn hảo, nghĩa là về lý trí thì phải nhìn ra cái điều đó. Vậy thì ở đây chốt tình ở đây Wheel of Fortune là các bạn phải thật sự cân nhắc, nghĩa là ở đây về lý trí là như thế, nhưng các bạn phải nhìn ra cái điều đó đấy. Ngoài ra chốt tình ở đây là hãy cân nhắc có thật kỹ, đó là hãy nhìn bằng con mắt trực giác ấy để xem là bạn và họ ở đây mình không nghĩ là mang chiều hướng khách quan đâu, theo kiểu là để số phận sắp đặt đâu, mà tự hỏi xem là cái người đó họ có quan trọng trong cuộc đời của mình hay không. Đấy, hãy cân nhắc cho kỹ. Khó khăn như vậy đấy, nghĩa là một bên là khó khăn này, với lại một bên là hai người là cái cặp đôi này, thì hãy cân nhắc thật kỹ xem là họ có xứng đáng để cho bạn chờ đợi hay không, họ có xứng đáng cho bạn chờ đợi, cho bạn thắp lửa hay không. Đó, và nếu như họ xứng đáng thì hãy lựa chọn, hãy cố gắng để vượt qua. Còn nếu như họ hoàn toàn không xứng đáng thì thôi. Đó, mình thấy có cái nguồn năng lượng như thế. Hãy ở đây mình thấy luôn luôn có một cái nguồn năng lượng là vũ trụ luôn để chúng ta tự lựa chọn. Chứ còn không vũ trụ không phải là người ra quyết định mà để chúng ta phải lựa chọn. Mình thấy ở đây có 4 gậy, đây là một cái kết nối mà các bạn phải cố gắng và nỗ lực rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ cái người này họ là 5 cốc, nghĩa là họ chưa thể cố gắng được. Nhưng mà trong tương lai nếu như hai người quyết tâm thì họ có thể họ cố gắng, vậy thì họ cố gắng nỗ lực để có được cái kết này. Vậy thì cái vấn đề nó nằm ở các bạn, nó nằm ở các bạn là các bạn phải tự suy xét xem, nghĩa là phải sử dụng chính trực giác của mình, chính trái tim của mình đấy. Đó là bài học mà chả có ai học hộ cho các bạn đâu. Nghĩa là nếu tình yêu của các bạn đủ lớn, tình yêu ở đây là gì, nghĩa là đủ lớn ấy, đủ để mà bao dung, đủ mà chờ đợi, đủ cái niềm tin ấy, thì các bạn sẽ vượt qua được, các bạn trở về với nhau. Còn nếu không thì các bạn dừng lại thôi, nghĩa là bài học do các bạn lựa chọn, do các bạn quyết định, chứ còn không ai quyết định thay cho các bạn cả. Đến đây thì đừng có nói bảo là nghe khó hiểu, nhưng không có cái gì là khó hiểu cả. Cũng đừng bảo là mình trả bài sao không rõ ràng, không có gì là không rõ ràng cả. Tóm lại là mình nói cho các bạn biết thế này, vũ trụ nói rằng đội ngũ tâm linh ấy nói với bạn rằng hãy dùng con mắt của lý trí và trực giác ấy, khớp ở đây là trực giác để cân nhắc này. Nếu lý trí thì đây là một mối quan hệ có rất nhiều khó khăn và cách trở, còn trực giác thì phải nhìn xem đây có phải là mối quan hệ định mệnh của bạn hay không. Có nghĩa là thực ra không phải là định mệnh, nếu mà nói là mối quan hệ định mệnh thì chúng ta đặt cái điều đó vào khách quan lên vai người khác, mà hãy dùng cái tiếng nói bên trong của mình, dùng trực giác của mình để cảm nhận rằng đây có phải là một người xứng đáng để mình chờ đợi hay không. Vậy thì xứng đáng hay không thì tự bạn phải biết, đúng không? Họ có xứng đáng, ví dụ họ có thương yêu bạn thật sự không, họ có chân thành không, họ có là cái người đáng để cho bạn chờ đợi hay không, thì cái câu trả lời đó chỉ có từ bên trong bạn thôi. Mà nhất là trả bài chung không có ai trả lời cho các bạn được, bởi vì có thể người này xứng đáng nhưng người kia không xứng đáng. Nếu bạn muốn có một cái câu trả lời chính xác cho mình thì bạn nên trả bài riêng, nhưng trả bài riêng thì mình cũng không trả lời câu hỏi này, mà mình sẽ phân tích cho các bạn thấy được cái suy nghĩ đích thực của người này, cái băn khoăn đích thực của người này và cái mong muốn đích thực của người này, họ có quyết tâm hay không, và tự bạn sẽ tìm ra câu trả lời. Chứ không phải là mình ở trả bài chung mình không đưa ra cái kết, rồi mình đòi các bạn trả bài riêng để mình đưa ra cái kết. Không có cái kết nào cho ai cả, tự các bạn phải tìm ra cái kết của mình dựa trên cái những cái gì nó diễn ra trong cái cuộc đời của mình. Các bạn hiểu vấn đề không? Các bạn chính là người làm chủ cuộc đời của mình mà. Đó, vậy thì đó là thông điệp của tụ bài số 3 nhá. Rồi, cảm ơn các bạn. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì bạn liên hệ với mình. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã luôn ủng hộ mình nhé. Các bạn giúp đỡ mình, giúp mình phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, giúp mình like và comment. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.